Một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để phát triển bản thân thành một nhà lãnh đạo nếu như bạn muốn làm một nhà lãnh đạo? Thì câu hỏi này là câu hỏi mà bất cứ ai muốn hướng đến đỉnh cao của sự nghiệp đều quan tâm và cân nhắc. Tổng trong lại, có một kỹ năng và phẩm chất cần thiết có thể giúp bạn thực hiện được mong muốn này, đó là kỹ năng sẵn sàng. Đầu tiên là kỹ năng sẵn sàng. Cánh cửa để mở ra khả năng lãnh đạo cần phải bắt đầu từ sự tự tin trong bản thân của bạn, tồn tại mong muốn khao khát trở thành nhà lãnh đạo và bắt đầu với việc sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nếu bạn không thích đảm trách những trách nhiệm của ba vòng tròn thì công việc lãnh đạo của bạn không dành cho bạn. Ba vòng tròn được nói ở phần trước. Và bạn hãy sẵn sàng thì bạn mới trở nên tự tin. Hãy nhớ, dù bạn là nhà lãnh đạo hay chuẩn bị đảm trách vai trò lãnh đạo thì bạn phải luôn tự tin, ngay cả khi trong lòng bạn cảm thấy bất an về điều gì đó. Hãy duy trì hình ảnh của sự tự tin, quyết đoán và nhất là dáng vẻ bề ngoài. Thứ hai là phải có sự tiên phong. Mọi tổ chức đều quan tâm đến sự phát triển của bạn trong vai trò là nhà lãnh đạo vì họ cần những nhà lãnh đạo. Hãy chia sẻ mong muốn, dự định và tham vọng của bạn với tổ chức và bạn nên chủ động tìm kiếm tất cả cơ hội để trở thành nhà lãnh đạo tổ hay nhóm thực hiện dự án. Kinh nghiệm là sự pha trộn giữa rất nhiều thành công và thất bại. Thành công sẽ khiến cho bạn tự tin về năng lực của bạn, của mình. Còn thất bại sẽ giữ cho bạn luôn khiêm tốn. Khi nhận thấy mong muốn từ phía bạn, các tổ chức ngoài việc thăng chức sẽ tạo điều kiện cho bạn được đào tạo về công tác lãnh đạo. Đó có thể là một khóa học nội bộ do các chuyên viên bên ngoài. Hãy cố nắm bắt lấy cơ hội này. Bạn có khả năng tập luyện các kỹ năng của mình và nhận được những ý kiến phản hồi hữu ích. Tuy nhiên, bạn chỉ phê bình trên tinh thần xây dựng, vì không phải mọi điều bạn được nghe trong các khóa học hay đọc trong cuốn sách đều đúng và bạn có thể áp dụng vào thực tế được. Nhưng đó chính là cơ hội quan trọng để bạn khích lệ và học hỏi. Thứ ba là phải có tư duy chiều sâu. Thỉnh thoảng, nhà lãnh đạo cũng nên rút lui ra khỏi những bộn bề của công việc hàng ngày để quan sát xem việc gì đang diễn ra. Những lúc như thế này đấy, thì bạn nên đánh giá cả hiệu suất hoạt động của bạn trong vai trò là nhà lãnh đạo. Hãy liệt kê những việc đang tiến triển tốt và quan sát một số lĩnh vực cần cải thiện. Quá trình này sẽ giúp cho bạn nâng cao được kỹ năng và kiến thức của nhà lãnh đạo. Bạn cũng đừng quên lắng nghe những ý kiến phản hồi từ mọi người. Tuy nhiên, không phải mọi sự phản hồi nào cũng khách quan, và vì một số phản hồi được phát biểu dựa trên chính kiến của cá nhân. Vì vậy, bạn hãy thận trọng trong việc sử dụng ý kiến phản hồi. Có thể bạn sẽ tách ra khỏi sự quan sát, ra khỏi diễn đạt của mình. Hãy nhớ rằng bạn chỉ đón nhận sự ấn tượng của người khác, chứ không phải là phát biểu tâm lý về con người bên trong bạn. Nếu bạn đón nhận ý kiến phản hồi bằng một tinh thần cởi mở, tìm kiếm sự thật, thì nó có thể hướng dẫn bạn đi đúng con đường đã dẫn đến sự xuất sắc trong công tác lãnh đạo. Và một điều đặc biệt là đừng bao giờ sợ hãi. Con đường phía trước thì đầy chông gai với những kết quả thất bại trong vai trò lãnh đạo. Vì cách duy nhất mà bạn có thể từ một nhà lãnh đạo giỏi với vị trí hiện tại của bạn tiến lên trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc là bằng cách hướng đến đích cao hơn. Chắc chắn quá trình này sẽ làm nảy sinh nhiều thiếu sót, nhưng hãy kiên kiên trì. Lãnh đạo cấp chiến lược thì cuốn sách này đã trình bày ba cấp độ công tác lãnh đạo: nhóm, hoạt động và chiến lược. Bản chất của việc lãnh đạo là nhằm mục đích đáp ứng ba vòng tròn nhiệm vụ, nhóm và cá nhân, vẫn không thay đổi ở tất cả các cấp. Điểm thay đổi duy nhất là mức độ phức tạp.
Nếu so sánh vai trò lãnh đạo nhóm thì nhiệm vụ lãnh đạo chiến lược vừa dài hạn vừa phức tạp vì nhóm của họ thường là quy mô rất lớn được chia làm nhiều đơn vị phân tán ở nhiều vùng khác nhau. Các chức năng của một nhà lãnh đạo chiến lược. Lãnh đạo chiến lược là một cụm từ mở rộng của chiến lược bao gồm toàn bộ nghệ thuật chỉ huy với những yếu tố gọi là khả năng lãnh đạo. Một nhà lãnh đạo chiến lược cần có những yếu tố nào để hoàn thành vai trò này? Rõ ràng đây là một vai trò đầy thử thách và đòi hỏi cao, mặc dù có thể nhờ tới nhiều nhân viên chuyên nghiệp, đôi khi là cả một đội ngũ để làm trợ lý cho lãnh đạo chiến lược. Khi đảm trách những nhiệm vụ lớn lao, bạn cần có khả năng nhận thức, sự hiểu biết và kỹ năng trong mô hình 3 vòng tròn. Vốn hiểu biết sâu rộng về công việc, kinh doanh của bạn là cần thiết. Các phẩm chất cá nhân đã đề cập như lòng nhiệt tình, tính chính trực, công bằng, bền bỉ, nhân đạo và tính kiên cường là và một chừng mực của sự khiêm tốn cũng rất quan trọng. Bạn cần phải có khả năng suy nghĩ rõ ràng và lập luận có tính thuyết phục. Các chức năng chính của lãnh đạo chiến lược. Các chức năng chính của lãnh đạo chính là phạm vi trách nhiệm hướng tới toàn thể tổ chức, mục đích tầm nhìn, vạch ra các chiến lược và những suy nghĩ, những hoạch định chiến lược, chính sách đúng đắn, tạo điều kiện để cho sự việc xảy ra, hoạt động quản trị tổ chức hoặc là tái tổ chức linh hoạt, cân bằng giữa tổng thể các bộ phận, sự linh hoạt tổ chức theo yêu cầu của tình huống, khơi dậy khí thế của tổ chức, đồng thời có thể khuếch trương được nghị lực, nhuệ khí, sự tự tin, tinh thần đồng đội, có thể liên kết các tổ chức với các tổ chức khác, các liên minh đối tác, các cổ đông, và vai trò xã hội như một tổng thể, quan chức nhà nước xã hội như một quan chức nhà nước xã hội và lựa chọn những nhà lãnh đạo chỉ dẫn bằng cách là hôm nay phát triển cho ngày mai. Bạn phải là một nhà lãnh đạo có tấm gương mẫu mực và văn hóa trong học tập. Tầm quan trọng của vốn sống thực tế. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: tìm 1.000 người lính thì dễ, nhưng tìm được một viên tướng thì thật khó. Lý do là cá nhân có thể kết hợp giữa trí tuệ cần thiết với năng lực lãnh đạo vô cùng hiếm. Sự từng trải thực tế bao gồm 3 yếu tố: tư chất thông minh, kinh nghiệm và lòng nhân ái. Một điểm quan trọng nên nhớ về việc lãnh đạo chiến lược là hầu như trong tất cả các tổ chức, vai trò này là quá sức đối với một người. Bạn cần phải có khả năng giao việc một cách hiệu quả, dành thời gian để suy nghĩ về bản thân và quan tâm đến mọi người. Nếu làm được điều đó, nhất định bạn sẽ xây dựng một nhóm lãnh đạo chiến lược xung quanh mình, bao gồm những người chỉ huy hoạt động cấp cao, hoặc là để đảm bảo rằng bạn đáp ứng được các thử thách. Mà của 3 vòng tròn thời đại đầy những thay đổi bất ngờ như hôm nay đặt ra. Bước tiếp theo sẽ được nêu ở cái phần sau và ở cái phần 2 của cái kỹ năng phát triển kỹ năng lãnh đạo này.